vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta đang theo dõi hình ảnh trên sân vận động Hòa Xuân. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 13 của giải vô địch quốc gia Nightcup V-League 2023. Quả đá phạt của Văn Thanh, đánh đầu, không vào. Lời đe dọa đầu tiên tới từ cao thủ Công an Hà Nội. Một tình huống cố định. Huỳnh Tấn Sinh là người đã đánh đầu nhưng tuy nhiên không thể phát khuất phục được thủ thành Văn Biểu. Những tranh chấp bóng bổng là của Văn Hậu, Lương Duy Cường. Được chuyển chéo dần chính xác tới vị trí của Công Nhật. Ngọc Toàn. Và phối hợp vượt hai với Lusao. Cú đá rất hay của Ngọc Toàn. Các khán giả đang tiếp thêm sự hưng phấn dành cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Văn Thành. Và pha bóng nguy hiểm của Lương Duy Cường. Dứt điểm. Không vào. Những sự lập bập đã xuất hiện ở khu vực phòng ngự của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Người vừa tung ra cú đá chân trái đó là Hoàng Văn Toàn. Vẫn đang là cầu thủ Công an Hà Nội, Quang Hải, không được. Cú dứt điểm đầu tiên của Quang Hải trong trận đấu ngày hôm nay. Đáng tiếc là bóng tới thẳng vị trí của thủ thành Phan Văn Biểu. Đường chuyền dành cho John Clay. John Clay không vào. Pha khống chế bước một và dứt điểm gọn gàng của John Clay, nhưng Văn Biểu đã chơi xuất sắc. Trong hiệp 1 thì Huỳnh Tấn Sinh cũng đã phải nhận một thẻ vàng trong pha tranh chấp với Lusao. Đánh đầu không vào. Lại là số 10 của SHB Đà Nẵng đe dọa khung thành của Công an Hà Nội. Lusao đang có những hành động để khuấy động bầu không khí trên sân vận động Hòa Xuân. Đó là pha tranh chấp có lỗi của Quang Hải. Trọng tài Mạnh Hải vừa yêu cầu cao thủ SHB Đà Nẵng thực hiện lại quả đá phạt. Brandon Wilson. Đánh đầu! Philip Nguyễn Đức chôn chân, nhìn bóng bay vào lưới một cách bất lực. Đó là sự bùng nổ trên các khán đài Hòa Xuân. Bất ngờ đã xảy ra. Tiếp tục là Văn Thanh. Đánh đầu, không vào. Quá khó tin. Quá khó tin với những gì vừa diễn ra. Chúng ta chờ đợi vào màn trình diễn của Philip Nguyễn. Tuy nhiên Văn Biểu mới đang là người chơi xuất sắc cho tới thời điểm này. Thật không thể tin nổi là Văn Biểu lại có thể cản phá. Người đã đoạt bóng thành công trong pha bóng vừa rồi đó là Văn Hữu. Ngay lập tức là một đường chuyền lên cho Lusao. Hà Minh Tuấn. Quá người thành công đối mặt. Sút điểm không vào. Và xử lý bình tĩnh của Philip Nguyễn. Anh không thể bị đánh bại. Và như vậy là trọng tài đã đổi còi kết thúc trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Công an Hà Nội. Một chiến thắng của đội cuối bảng trước đội đầu bảng. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.